Ricky xin kính chào quý cô chú anh chị. Video này Ricky sẽ chia sẻ chi tiết cách điền đơn bảo lãnh thẻ xanh cho người thân sang Mỹ định cư. Ricky thấy có nhiều quý cô chú anh chị đã đầu quốc tịch Mỹ, đã trở thành công dân Mỹ và bây giờ muốn bảo lãnh gia đình sang Mỹ định cư nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Quý cô chú anh chị có thể tham khảo video này để biết các thủ tục và cách điền đơn như thế nào. Ricky sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước nên quý cô chú anh chị làm theo từng bước trong video này sẽ có thể tự mình hoàn thành thủ tục bảo lãnh gia đình mà không cần phải tốn tiền nhờ dịch vụ. Có hai cách điền đơn là chúng ta có thể điền đơn bằng giấy rồi gửi mail hoặc là điền đơn online. Ricky sẽ hướng dẫn cách điền đơn online vì điền đơn online tiện lợi và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Để cho dễ dàng, quý cô chú anh chị vào Google gõ dòng chữ I130 for alien relative và bấm nút tìm kiếm quý cô chú anh chị bấm vào đường link đầu tiên i130 là đơn mà chúng ta cần phải điền để bảo lãnh gia đình chúng ta có thể sử dụng đơn này để bảo lãnh cha mẹ anh chị em ruột vợ chồng hoặc là con cái nếu quý cô chú anh chị bảo lãnh anh chị em ruột chỉ cần điền đơn I-130 cho người anh chị em ruột của mình, không cần phải điền đơn cho vợ hoặc chồng hoặc con cái của người anh chị em mà mình định bảo lãnh. Đến khi USCIS mở hồ sơ, người anh chị em ruột đó sẽ nộp giấy tờ bổ sung thành viên trong gia đình mình sau. Trước khi bắt đầu điền đơn, quý cô chú anh chị cần phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, scan lưu sẵn trong máy tính để ở bước cuối cùng khi điền đơn, chúng ta sẽ tải file này lên. Quý cô chú anh chị vào Google gõ dòng chữ Family of US Citizens. Bấm vào đường link đầu tiên. Tại trang này, ở phần Require Documentation, USCIS có hướng dẫn cụ thể các giấy tờ cần phải nộp cho mỗi trường hợp. Ví dụ, nếu quý cô chú anh chị bảo lãnh vợ chồng mình thì bấm vào Spouse và bấm vào Require Documentation. Họ có ghi rõ các giấy tờ cần phải chuẩn bị. Còn nếu bảo lãnh anh chị em ruột thì chúng ta bấm vào Sibling còn bảo lãnh cha mẹ thì bấm vào Parents. Lưu ý, những giấy tờ bằng tiếng Việt chúng ta phải thông dịch sang tiếng Anh và công chứng. Bây giờ, quý cô chú anh chị cùng Ricky bắt đầu thủ tục điện đơn Y-130. Quay lại trang đầu tiên mà Ricky đã giới thiệu ở đoạn đầu. Trước khi bấm vào File Online, quý cô chú anh chị kéo xuống phía dưới, bấm vào File Link Fee để kiểm tra lệ phí điện đơn. Lệ phí điện đơn tại thời điểm Ricky chia sẻ video này là 535 đồng. Lệ phí này sẽ thay đổi theo thời gian. Quý cô chú anh chị có thể sử dụng thẻ ngân hàng hoặc là thẻ credit để trả tiền lệ phí nếu điện đơn online. Bây giờ quý cô chú anh chị quay lại đầu trang để bắt đầu điện đơn. Chúng ta bấm vào file online, hệ thống sẽ yêu cầu mình đăng nhập. Nếu quý cô chú anh chị đã có tài khoản USCIS lúc thi quốc tịch Mỹ thì có thể đăng nhập còn nếu chưa có thì mình phải bấm vào đây để tạo tài khoản. Ricky đã có video chia sẻ cách tạo tài khoản online khi đăng ký thi quốc tịch Mỹ. Quý cô chú anh chị có thể tham khảo video này trên kênh Ricky Sắc Màu. Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ gửi email một mã cốt để xác nhận. Quý cô chú anh chị có bị mã cốt vào đây và bấm Submit. Bấm chọn vào My USCIS. Sau đó bấm vào ô vuông thứ hai, File a Form Online. Quý cô chú anh chị bấm chọn đơn muốn điền trong danh sách có sẵn. Chúng ta muốn điền đơn bảo lãnh gia đình nên chọn vào hàng thứ hai, Form I-130, Petition for Alien Relative. Sau đó bấm vào Start Form để bắt đầu quá trình điền đơn. Trang đầu tiên sẽ là các hướng dẫn này nọ, quý cô chú anh chị đọc cho biết cũng được, còn không đọc cũng không sao, họ cũng đề cập đến tiền lệ phí là 535 đồng. Cơ bản, tiền lệ phí nộp đơn không cần biết đơn gì, chúng ta đã đóng cho chính phủ rồi thì họ sẽ không hoàn trả lại nếu chúng ta hủy đơn. Quý cô chú anh chị kéo xuống phía dưới và bấm Next. Tiếp theo cũng là những thông tin linh tinh. Quý cô chú anh chị kéo xuống phía dưới và bấm vào Start. Những thông tin mà chúng ta điền trong đơn, hệ thống sẽ tự động lưu lại trong 30 ngày. Nên không nhất thiết chúng ta phải hoàn thành việc điền đơn trong một lần. Quý cô chú anh chị có thể tiếp tục vì điền đơn còn dang dở vào ngày hôm sau sau khi bấm start ở trang tiếp theo họ hỏi à, có ai hỗ trợ bạn trong việc điền đơn này không quý cô chú anh chị tự điền đơn thì chọn no và bấm next để qua trang tiếp theo quý cô chú anh chị nhìn góc bên trái đây là tất cả các phần mà chúng ta cần phải điền theo thứ tự từ trên xuống ở about you là thông tin về bản thân mình do family là thông tin về gia đình mình do beneficiary là thông tin về người thân mà mình đang bảo lãnh hệ thống sẽ dẫn chúng ta đi từng bước. Cách điền cũng giống như cách điền đơn N400 thi quốc tịch Mỹ. Nếu quý cô chú anh chị đã từng tự điền đơn thi quốc tịch Mỹ rồi, thì Ricky nghĩ quý cô chú anh chị sẽ không gặp khó khăn gì khi điền đơn này. Trước tiên là điền thông tin tên hợp pháp của người bảo lãnh. Quý cô chú anh chị điền first name, middle name và last name của mình. Bạn có sử dụng tên nào khác từ khi sinh ra, bao gồm nickname, bí danh hoặc là tên thời con gái trước khi kết hôn? Nếu có thì quý cô chú anh chị chọn yes và điền first name, middle name và last name. Còn không thì chọn no và bấm next. Tại trang này là việc điền thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư. Quý cô chú anh chị điền số điện thoại di động của mình vào đây, chọn vào ô này ý nghĩa là số điện thoại di động giống với số trên. Sau đó nhập địa chỉ email điện tử. Tiếp theo bên dưới là phần nhập địa chỉ gửi thư. Quý cô chú anh chị đang sống tại địa chỉ này thì không cần phải điền vào ô in care of nam. Phần country thì chọn United States và nhập địa chỉ tên đường, số nhà và thành phố tiểu bang và số zip code. Phần cuối cùng là chọn yes hoặc no cho câu hỏi bạn có sống tại địa chỉ gửi thư hiện tại hay không. Sau đó bấm next. Trang tiếp theo là liệt kê tất cả các địa chỉ đã sống trong 5 năm qua. Mình phải liệt kê các địa chỉ trong 5 năm qua, dù ở trong hay ngoài nước Mỹ, ngoài địa chỉ hiện tại ra. Quý của chúng chỉ bấm vào Add để bắt đầu khai địa chỉ. Cách khai địa chỉ ở đây cũng giống như phần đầu mình khai địa chỉ gửi thư. Cuối cùng là khai thời gian sống tại địa chỉ này từ khi nào đến khi nào, sau đó bấm vào Save Entry để lưu thông tin lại. Nếu quý của chú anh chị đã sống ở hai địa chỉ trở lên thì bấm vào Add Another và tiếp tục khai các địa chỉ còn lại. Bấm Next để sang trang tiếp theo. Trang này sẽ là phần khai về lý lịch bản thân người bảo lãnh. Quý cô chú anh chị chọn giới tính của mình. Trong phần sắc tộc, chúng ta không phải là người châu Mỹ Latin hay gốc Tây Ban Nha, nên chọn vào Not Hispanic or Latino. trong phần chủng tộc chúng ta chọn vào Asian. Tiếp theo là khai chiều cao theo đơn vị inch và khai cân nặng theo đơn vị pound. Và tiếp theo là màu mắt và màu tóc. Những thông tin này chắc chắn quý cô chú anh chị đã biết cách điền rồi khi điền đơn thi quốc tịch Mỹ. Đây là phần điền thông tin lịch sử công việc trong 5 năm qua. Chúng ta phải khai tất cả địa chỉ trong 5 năm qua dù ở trong hay ngoài nước Mỹ khai theo thứ tự công việc hiện tại trước. Quý cô chú anh chị bấm vào ạt để bắt đầu khai công việc. Trước tiên là tên công ty hay chỗ làm. Sau đó là địa chỉ chỗ làm. Và tiếp theo là loại nghề nghiệp. Nếu quý cô chú anh chị làm nail thì ghi nail technician. Và cuối cùng là điền ngày tháng đã làm. Nếu đây là chỗ làm hiện tại thì quý cô chú anh chị chọn vào ô này. I currently work here và bấm vào Save Entry để lưu thông tin. Cũng giống như phần khai địa chỉ, quý của chú anh chị chọn vào Add Another để tiếp tục khai các chỗ làm còn lại, và cuối cùng là bấm Next. Ở trang tiếp theo, đầu tiên quý của chú anh chị chọn vào I am a US citizen trong câu hỏi về tình trạng nhập cư hiện tại. Bạn có được tình trạng thường trú nhân hoặc công dân Mỹ theo diện con nuôi phải không? Quý của chú anh chị chọn Yes hoặc No, thông thường là No. Tiếp theo là phần điền thông tin số thẻ xanh. Quý của chú anh chị đã trả thẻ xanh cho USCIS và đã trở thành công dân Mỹ rồi thì không cần phải điền phần này. Chỉ cần đánh dấu vào ô tôi không có A number. Kế tiếp là phần điền số tài khoản USCIS online. Nếu quý của chú anh chị không có thì đánh dấu vào ô này. Tiếp theo là điền số an ninh xã hội, ngày tháng năm sinh, quốc gia nơi sinh và thành phố, thị trấn hoặc là làng nơi mình sinh ra. Bấm next để tiếp tục sang trang mới. Bạn có được quốc tịch Mỹ bằng cách nào? Quý cô chú chị trở thành công dân Mỹ bằng cách đăng ký thi quốc tịch và đã đậu phỏng vấn nên chọn vào naturalization. Câu hỏi tiếp theo, bạn đã lấy được bằng quốc tịch chưa? Quý cô chú chị chọn yes. Hệ thống sẽ bắt chúng ta nhập số bằng quốc tịch, nơi cấp và ngày tháng cấp. Quý cô chú anh chị bấm next. Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn là gì? Quý cô chú anh chị chọn tình trạng hôn nhân của mình và bấm next. Nếu quý cô chú anh chị chọn marry hoặc là divorce, sẽ xuất hiện thêm câu hỏi bạn đã kết hôn bao nhiêu lần. Quý cô chú anh chị ghi số lần tại đây và bấm next. Trang này là phần điền thông tin về vợ hoặc chồng mình. Đầu tiên, quý cô chú anh chị điền first name, last name và middle name của vợ hoặc chồng mình. Tiếp theo điền ngày kết hôn với người vợ chồng hiện tại. Kế tiếp là nơi kết hôn với người vợ chồng hiện tại, điền tên quốc gia và thành phố. Nếu quý cô chú anh chị đã kết hôn hai lần, điền thêm ngày kết thúc hôn nhân ở cuộc hôn nhân trước, sau đó bấm Next. Tiếp theo, quý cô chú anh chị bấm Add để liệt kê các cuộc hôn nhân trước nếu có. Sau khi bấm Add, hệ thống yêu cầu mình điền tên người vợ hoặc chồng trước đây. Và ngày kết thúc hôn nhân. Bấm Save Entry để lưu lại. Nếu quý của chú anh chị chỉ kết hôn một lần, không cần phải bấm Add, bấm Next để đi sang trang tiếp theo. Trang tiếp theo sẽ là phần điền thông tin cha mẹ. Tên của cha mẹ thứ nhất. Quý của chú anh chị điền thông tin cha hoặc mẹ người nào trước cũng được. Ricky lấy ví dụ điền thông tin người cha trước. Chúng ta điền First Name, Last Name và Middle Name của cha và sau đó là ngày tháng năm sinh phần giới tính chúng ta chọn male là nam quốc gia nơi sinh của cha tỉnh hoặc thành phố nơi cha đang cư trú và cuối cùng là quốc gia nơi cha cư trú quý của chú anh chị bấm next và làm theo các bước tương tự để điền thông tin của mẹ trong phần giới tính chúng ta chọn female là nữ sau khi điền xong phần này, quý cô chú anh chị bấm next và sang trang mới. Bạn điền đơn này cho ai? Quý cô chú anh chị chọn người mà mình muốn bảo lãnh. Ví dụ, nếu bảo lãnh vợ chồng thì mình chọn spouse. Nếu bảo lãnh cha mẹ thì chúng ta chọn parent. Nếu cha mẹ được bảo lãnh là cha mẹ kế thì quý cô chú anh chị đánh dấu vào ô step child hoặc là step parent. Còn nếu mình là con ruột thì bỏ qua bước này. Nếu quý của chú anh chị bảo lãnh anh chị em thì chọn brother or sister và trả lời câu hỏi yes no về mối quan hệ anh em có phải là anh em nuôi không? Nếu là anh em ruột thì quý cô chú anh chị chọn no. Có ai đã từng điền đơn cho người được bảo lãnh không? Câu hỏi này họ muốn xác nhận ngoài quý cô chú anh chị ra còn ai khác đã từng nộp đơn bảo lãnh cho người đó không? Quý cô chú anh chị chọn yes hoặc no. Và chúng ta bấm next để sang trang mới. Tại trang này trở đi chính là phần điện thông tin của người được bảo lãnh. Trước tiên, quý cô chú anh chị điền first name, last name và middle name của người mình muốn bảo lãnh. Người bảo lãnh có từng sử dụng tên nào khác không? Nếu không thì quý cô chú anh chị để trống, sau đó bấm next. Chúng tôi liên lạc với người được bảo lãnh bằng cách nào? Quý cô chú anh chị điền số điện thoại và địa chỉ email của người được bảo lãnh. Riêng số điện thoại, quý cô chú anh chị điền mã số quốc gia Country Code của Việt Nam là cộng 84. Trang tiếp theo sẽ là phần điền địa chỉ của người được bảo lãnh. Quý cô chú anh chị chọn quốc gia là Việt Nam, sau đó điền tên đường, số nhà, thành phố, tỉnh. Nếu địa chỉ người được bảo lãnh không có số nhà hoặc tên đường thì cứ để trống. Nơi nào ở Mỹ mà người được bảo lãnh sẽ ở, đây là địa chỉ tương lai mà người được bảo lãnh sẽ ở sau khi đến Mỹ. Là người bảo lãnh, quý cô chú chỉ có thể điền địa chỉ hiện tại ở Mỹ mà mình đang sống. Câu hỏi tiếp theo, địa chỉ của người được bảo lãnh bên ngoài nước Mỹ là gì? Chúng ta chỉ cần khai phần này nếu địa chỉ người được bảo lãnh khác với địa chỉ hiện tại mà họ đang sống, tức là khác với địa chỉ mà mình đã khai ở phần đầu tiên. Nếu giống thì quý cô chú anh chị bỏ qua phần này và bấm Next. A number là số thẻ xanh. Người được bảo lãnh chưa có thẻ xanh nên chúng ta đánh dấu vào ô này. Tiếp theo là điền số tài khoản USCIS Online của người được bảo lãnh. Họ cũng không có số này nên quý cô chú anh chị đánh dấu vào ô này. Cũng vậy, quý cô chú anh chị đánh dấu vào ô này vì người được bảo lãnh không có số an ninh xã hội. Tiếp theo là điền ngày tháng năm sinh của người được bảo lãnh sau đó là thành phố thị trấn và cuối cùng là giới tính của người được bảo lãnh và chúng ta bấm next người được bảo lãnh đã từng ở mỹ hay không quý cô chú anh chị chọn yes hoặc no số hộ chiếu của người được bảo lãnh tiếp theo là số uh, travel document nếu chúng ta có hộ chiếu thì số này cũng là số hộ chiếu quý cô chú anh chị ghi lại số hộ chiếu của người được bảo lãnh vào đây Quốc gia đã cấp số hộ chiếu là gì? Quý cô chú anh chị chọn quốc gia nơi cấp hộ chiếu, có thể là Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta điền ngày hết hạn của hộ chiếu và chọn yes hoặc no cho câu hỏi người được bảo lãnh có từng bị thủ tục trục xuất hay không. Đây là trang hỏi công việc của người được bảo lãnh. Nếu người được bảo lãnh hiện đang làm việc tại công ty thì chúng ta điền tên công ty và địa chỉ công ty. Còn nếu người được bảo lãnh hiện thất nghiệp thì điện anh employer. Công việc hiện tại của người được bảo lãnh bắt đầu khi nào? Quý cô chú anh chị điền ngày tháng năm vào ổ này, sau đó bấm Next. Tình trạng hôn nhân hiện tại của người được bảo lãnh là gì? Chúng ta chọn tình trạng hôn nhân của người được bảo lãnh. Nếu chọn đã kết hôn, quý cô chú anh chị điền số lần kết hôn của người được bảo lãnh và bấm Next. Tiếp theo là trang điền thông tin gia đình của người được bảo lãnh. Tên hợp pháp của người vợ hoặc chồng của người được bảo lãnh là gì? Quý cô chú anh chị điền first name, last name và middle name vào những ô này. Ngày mà người được bảo lãnh kết hôn với người vợ hoặc chồng hiện tại. Quý của chú anh chị điền ngày kết hôn của họ và tiếp theo là điền nơi mà họ đã kết hôn. Những thông tin này có trên tờ giấy đăng ký kết hôn của người được bảo lãnh. Câu hỏi tiếp theo là hôn nhân cuối cùng của người được bảo lãnh kết thúc khi nào? Nếu người được bảo lãnh chỉ kết hôn một lần và chưa bao giờ ly hôn, thì quý cô chú anh chị để trống phần này. Trang tiếp theo là phần liệt kê các cuộc hôn nhân trước của người được bảo lãnh. Nếu người được bảo lãnh chỉ kết hôn một lần, thì chúng ta bỏ qua phần này. Còn nếu người được bảo lãnh kết hôn hai lần trở lên, quý cô chú anh chị bấm vào add để điền thêm thông tin của người vợ hoặc chồng trước đây của người được bảo lãnh và bấm save entry. Sau khi bấm next, trang này sẽ là phần điền thông tin về người vợ hoặc chồng và con cái của người được bảo lãnh. Quý cô chú anh chị bấm vào add để điền thêm thông tin của người vợ hoặc chồng và con cái của họ nếu có. Trước tiên là chúng ta điền thông tin cho người vợ hoặc chồng. Đầu tiên là điền tên. Lúc nãy quý cô chú anh chị đã điền một lần rồi, bây giờ lặp lại và điền thêm lần nữa. Trong trang này USCIS muốn xác nhận lại các thành viên trong gia đình của người được bảo lãnh. Mối quan hệ của họ đối với người được bảo lãnh là gì? Quý cô chú anh chị chọn spouse nghĩa là vợ hoặc chồng. Và điền ngày tháng năm sinh của người đó. Cuối cùng là chọn quốc gia nơi sinh. Quý cô chú anh chị bấm vào Save Entry để lưu thông tin lại và bấm Add Another để tiếp tục khai thông tin con cái của người được bảo lãnh. Chúng ta hoàn tất các bước điền như vừa rồi. Trong câu hỏi mối quan hệ đối với người được bảo lãnh, thì quý cô chú anh chị chọn là Child, nghĩa là con cái. Bấm Save Entry để lưu thông tin lại, bấm Add Another để tiếp tục điền thông tin cho những người con khác. Sau khi hoàn tất thì chúng ta bấm Next để sang trang tiếp theo. Tới đây chúng ta đã hoàn thành việc điền thông tin cho mình cũng như cho người được bảo lãnh. Từ trang này trở đi, chúng ta chỉ điền thêm một số thông tin phụ trợ khác. Văn phòng USCIS nào mà người được bảo lãnh sẽ nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Câu hỏi này chỉ áp dụng cho người được bảo lãnh đã ở Mỹ và xin thẻ xanh 10 năm như trường hợp đến hôn kết hôn. Nếu người được bảo lãnh đang ở Việt Nam thì chúng ta có thể bỏ qua bước này. Đại sứ quán Mỹ nào mà người được bảo lãnh sẽ nộp đơn xin visa nhập cư? Đây chính là đại sứ quán ở Việt Nam. Tùy vùng miền mà người thân quý cô chú anh chị đang ở, quý cô chú anh chị có thể chọn đại sứ quán ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội. Điền địa chỉ của đại sứ quán và bấm Next. Trước đây bạn có bao giờ nộp đơn cho người này hoặc cho những người thân khác không? Quý cô chú anh chị chọn Yes hoặc No. Nếu là lần đầu tiên, quý cô chú anh chị chọn No, sau đó bấm Next. Đây là câu hỏi xác nhận, chúng ta có nộp đơn bảo lãnh cho những người thân khác không? Nếu có, quý cô chú anh chị bấm Add, điền tên của người đó và mối quan hệ với người đó. Nếu không, chúng ta bấm Next. Trang tiếp theo sẽ là phần nộp giấy tờ hỗ trợ. Ở đây, người ta yêu cầu mình nộp thông tin của người được bảo lãnh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Họ yêu cầu mình tải lên thông tin về tên và địa chỉ của người được bảo lãnh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, tức là tiếng Việt có dấu. Quý cô chú anh chị có thể tự vào Word để ghi tên và địa chỉ của người được bảo lãnh bằng tiếng Việt và lưu sang file PDF rồi chọn vào đây để tải file lên. Sau khi hoàn thành các bước này thì bấm Next. Tiếp theo hệ thống sẽ yêu cầu mình nộp thông tin hỗ trợ khác nếu có. Quý cô chú anh chị bỏ qua bước này. Chúng ta sẽ nộp những giấy tờ chứng cứ ở trang tiếp theo. Tại trang này, chúng ta cần phải nộp những giấy tờ cần thiết chứng minh bản thân mình là công dân Mỹ và chứng minh mối quan hệ gia đình giữa mình và người được bảo lãnh. Giấy tờ chứng minh mình là công dân Mỹ có thể là bằng quốc tịch, hộ chiếu Mỹ, giấy khai sinh. Sau khi hoàn tất việc tải giấy tờ lên, trang tiếp theo cũng yêu cầu mình tải thêm giấy tờ hỗ trợ khác. Nhưng quý cô chú anh chị có thể bỏ qua bước này nếu mình đã nộp Đầy đủ những giấy tờ yêu cầu ở trang vừa rồi. Sau khi bấm next, trang này là bước cuối cùng của quá trình điền đơn. Họ thông báo lệ phí đơn là 535 đồng và chúng ta đã hoàn thành hết những thông tin mà hệ thống yêu cầu. Quý cô chú anh chị bấm next. Trang tiếp theo sẽ là phần review lại tất cả thông tin mà mình đã điền có chính xác hay không. Sau khi xem lại các thông tin, quý cô chú anh chị có thể bấm vào chữ print để in ra giấy hoặc file PDF để lưu lại hồ sơ, sau đó chúng ta bấm next. Tiếp theo là phần xác nhận và ký tên. Quý cô chú anh chị bấm vào ô này để xác nhận là mình có thể đọc và hiểu tiếng Anh và hiểu các câu hỏi trong đơn. Bấm next. Trang này sẽ là phần ký tên. Quý cô chú anh chị chọn vào đây để đồng ý và xác nhận. Sau đó điền tên đầy đủ của mình vào ô này đây cũng giống như chữ ký của mình vậy đây là bước quan trọng nếu chúng ta không ghi tên tại đây thì hồ sơ của chúng ta có thể sẽ bị từ chối sau khi điền tên mình quý cô chú anh chị bấm next bước cuối cùng sẽ là phần đóng tiền sau khi bấm pay và submit hệ thống sẽ dẫn chúng ta các bước để đóng tiền chúng ta có thể đóng bằng tài khoản ngân hàng hoặc là bằng thẻ credit sau đó nhập các thông tin cần thiết của tài khoản và xác nhận để trả Đến đây, quý cô chú anh chị đã hoàn thành thủ tục điền đơn Y-130, bảo lãnh người thân trong gia đình. Quý cô chú anh chị có thể vào Go to Cases để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình. Ricky xin kết thúc video tại đây. Ricky cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video.